Thực trạng này trái ngược hẳn với khung cảnh tấp nập tại các buổi đấu giá đất cách đây khoảng 2 năm trước. Đại diện địa phương lý giải, nguyên nhân chủ yếu do thị trường bất động sản giảm nhiệt. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm lại được đưa ra từ cuối năm 2022, dựa trên mức trúng đấu giá của phiên đấu giá trước, lúc thị trường vẫn sôi động nên không còn phù hợp với thị trường. Mặc dù địa phương muốn đưa giá khởi điểm về mức giá thấp hơn nhưng lại chưa có quy định cụ thể để thực hiện. Chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện thì xác định thấy cái giá khởi điểm không thu hút được các nhà đầu tư quan tâm cũng như các khách hàng có nhu cầu sử dụng. Nếu mà giảm lại phải đi xác định từ đầu thì cơ sở để ấn định giảm thì nó rất khó. Vì nó không có quy định cụ thể là khi chúng ta tổ chức một lần, hai lần hay ba lần mà không thành, không có nhà đầu tư tham gia thì chúng ta được giảm bao nhiêu thì hiện nay là không có quy định. Thì rất khó trong quá trình để xác định lại giá khởi điểm. Tại huyện Đông Anh, Hà Nội, thời gian qua huyện cũng liên tiếp tạm dừng đấu giá đất trước phiên tại hai xã Vân Hà và Liên Hà. Từ đầu tháng 7, thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên. Theo các doanh nghiệp, cần có sự đồng bộ trong các văn bản pháp lý để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay về định giá đất. Các luật nó phải đồng bộ với nhau, các văn bản nó phải cụ thể rõ ràng. Thì lúc đấy chúng ta có ủy quyền xuống cấp xã đi chăng nữa thì các cái cán bộ nhà nước các cấp đều dễ dàng thực hiện và hiểu giống nhau, thực hiện giống nhau. Đối với đấu nẻ của hộ gia đình cá nhân, việc xác định giá khởi điểm bây giờ hoàn toàn là thẩm quyền của huyện. Việc thuận lợi thì việc ủy quyền này rất chủ động cho huyện khớp các cái xây dựng các kế hoạch để triển khai, nhưng tuy nhiên trên thực tế của huyện vừa rồi thì trong quá trình đấu để tạo nguồn thu cho huyện thì trong quá trình thực hiện thì có cũng nội dung theo kết luận thanh tra chính phủ là cũng cần phải rà soát và rút nghiệm, và chính vì vậy là huyện cũng chỉ đạo phòng ban rút nghiệm nghiêm khúc và đặc biệt phải tham mưu huyện đảm bảo cần thiết đấu nhưng phải đảm bảo đúng trình tự quy định pháp luật để làm sao tuân thủ đúng quy định pháp luật trong quá trình đấu giá. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm tới nay, thành phố tổ chức được 65 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 28 phiên đấu giá không thành. Nhiều ý kiến cho rằng cần có sự linh hoạt hơn về mức giá khởi điểm để gỡ khó cho các địa phương.